ông bận không đi được đâu, bảo ông Tuấn, nó bảo ông sản rồi ông Tuấn. Chiều nay xe bận con Nga nó phải đi thanh toán tiền. Cậu vẫn ưng để đấy chụp đi chụp lại bao nhiêu lần từ sáng giờ. Cái đấy đẹp mà. Đẹp mốt xưa. Cái đấy ở trên ảnh Facebook cũng đẹp mà. Đúng rồi. Cái hồng nó cũng thích mà, cái hồng nó cũng bảo là đâu cái hồng nó ý là cái con hồng cám ấy. Chả hiểu người ta mua cái này là à, hồng cám nó chẳng hiểu em cái gì. Alo. Cái này đeo chay rồi để cái gì ạ? À? Alo. Chụp 2 đi ạ. Cửa. Thế là chay đeo làm gì? Nó nặng. Chiếc mà nhiều cái. Tại vì bé tí thế. Nó có dây đeo. Nha, Hương rất là mở mở giới thiệu cái túi Pero này. Giới thiệu. Đây. Đây để cho tí tiền chứ làm gì. Hoàng, khóa cẩn thận nhá. Đi nghỉ cái này. Chìa khóa đâu anh? Rồi mở xoay rồi trong bên trong đây ngăn chỉ từ ngăn một đây ngăn ngoài có một ngăn ngoài này nha ngăn trong có thêm một ngăn nhỏ này đây đây là mã sản phẩm rồi mã code này ok. Quai của nó bằng ấy à? Quai có thể xách như thế nào? Xách dài, đeo. À, rồi ok. Cầm tay. Cái này là sản phẩm cam kết 100% hàng như nào? Đây là cam kết 100% hàng xách tay Singapore. Thương hiệu là con này là ấy à? Cái này của Pero nha mọi người. Đây. Đây, ở trong nó có in. Đây. Rồi. Tặng bạn gái, tặng người yêu nhân dịp ngày gì đấy chẳng hạn. Hợp Valentine, ba lăng nhăng gì đấy chẳng hạn. Túi này vừa đi chơi vừa đi làm được. Túi rộng. Dạng hộp được rất nhiều đồ. Ai mà cần chiếc màu đen ý. Rồi.